Mình chơi có lát không, có lát không, hơi giật chút. ở bên này cũng giật luôn nè. Ôi giật em ơi, hơi giật em ơi. Nó có nhảy lướt á, nhảy lướt lướt cái nút gì vậy không biết, cái nút nhảy xong lướt thử coi, A hay nút X, nút A hay nút X thì phải. Có không, được chưa, được chưa? Nút bắn có nút bắn không? Em đang tìm cái nút bắn. Đây đây. Control. Đó đây nè. Ủa sao lại tiếng Việt? Nhảy là A. Lướt là X nè. Interact. Ủa, ở đâu có nút bắn đâu? Có vậy làm sao ta? Nút bắn hình Drop. như nút bắn là Giật nút dây. Nút lộn. Nút cancel là cái gì đây nè? Nút bỏ. Camera. Mấy này em tự mò ra hết rồi nhưng mà không có nút bắn. cái nút trên dưới sao? Không được, không được. Không dùng được. Ủa, hồi bữa mình dùng nút bắn là nút nào nhờ? Tất cả luôn hả? Tất cả nút rồi hả? Coi coi thử là có nó có giữ im hay gì không? Tại vì nó đó đó đó, đó kìa, đúng rồi kìa, đúng rồi kìa. Cái này đó, cái này đó. Còn thêm cái nút gì nữa? Chuẩn 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 chuẩn. Bây giờ em lên Rồi đồ điều khiển có mấy cái. hả? Thì cái cầm điều khiển hơi khó nha, không có dễ đâu. Bây giờ em bắn vô cái bắn bắn vô trong mấy cái thùng, cái hình tròn giống cái ngọn lửa nè, mấy ngọn lửa nè, giống như cái sưởi này. Bắn hết cho đi, bắn hết gì đi, bắn gì đi. Anh là người bắn nổ mấy cái đó. Đây để anh dụ cho. Nó bắn đi, nó kiếm em kìa, nó kiếm em kìa, nó kiếm em kìa. Bắn cái gì, bắn bắn đi, đây, đây đây, anh dụ cho. Hay anh dụ cho. Hết rồi, kiếm chỗ khác, kiếm em làm đầy cái lỗ đi. Bắn. Bắn bắn vô cái lỗ, bắn vô cái lỗ. Đây nó kiếm em kìa, nó kiếm em kìa. Tay cầm là hơi cay nha. Ôi
tao bay màu rồi. Đây 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 đây, nó chỉ cần rượt anh là được. Ok 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 ok. Đừng để cả hai chết nha. Ui còn xíu nữa, nó phải đứng ngay cái lồng đó mới được. Chơi tay cầm khó vãi. Ừ tay cầm khó lắm. Nó chỉ khó là vì dòng, tại vì em chưa có quen á, quen quay á, xoay chứ. Từ 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 để anh em có cái ông để anh gửi hình qua luôn. Hả? Cái gì? Có cần mở cam không? Mở cam không? Mở cam không? Hỏi không em đâu mở cam đâu. Thế là mở cam được á. Đến con đánh chuyển cam qua rồi đứng nhìn nó nhìn. Con em không hiểu nhìn là sao? Nghĩa là mình sẽ chơi hai người á. Ok boy. Hiểu ý không? Nghĩa là bây giờ một người bên, người bên, cái một người sau đi. Xấu không? Rồi ok, vô. Xoay được không? Xoay chưa? Lên đây. Nó có hơi, nó có chữ, nó hướng dẫn hết á. Cua không? Ủa là sao? À. Chưa hiểu lắm, từ từ chưa hiểu lắm. Ủa là sao? Em điều khiển con. Là sao? Em điều khiển con bộ còn anh bắn. Ủa anh bắn được hả? Từ từ anh chưa hiểu. Anh bắn. Anh là người bay mà. Ok hiểu. À rồi. Giờ mới vô trực nghiệp tí. Chết rồi. Ok lại. Đây, siêu xạ thủ đây, đừng lo. Cầm chuột là siêu xạ thủ đó, đừng lo. Cầm chuột là bắn là hợp lý rồi nữa. Cái này nó có snap nữa, nó đừng lo. Ơ? Ủa? Nhảy thằng nào? Ủa là sao? Sao tự nhiên... Em không thấy đường. Anh cũng đâu thấy đường. Anh đâu biết đâu. Hay là phải bay? Hay là bay luôn? Bay thêm. Quân rừng. Siêu xạ thủ đây, đừng lo, siêu thủ. À, nạp đạn lâu quá. Quanh rên là sao, giữ im hả? Có thấy mờ quá không em? Ui phải nồi đạn dí em, đạn dí kìa, phải súng siêu súng xịn đấy.
trận cái này là anh đi bây giờ anh gần tới chỗ ổ ổ của ông chúa rồi, còn xíu nữa giờ anh không chơi được tay cầm á nên cứ bị thua ngay cái con bọn bọn cứng cái bọn Ý được là bao nhiêu cho giờ phần. anh chơi đi cầm hả? Giờ anh chơi tay cầm, giờ anh chưa có quen cách 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 xoay thôi chứ chơi là vẫn chơi được, nghĩa là cái xoay xoay màn hình đó nó không không chưa có quen. Rồi xong thì dân đi thêm bộ rồi, nó có bị mờ quá không em, bên em có bị mờ quá không? Lâu lâu nó hơi mờ chút. Anh nghĩ là do một phần là do cái đường truyền á. Em nghĩ như vậy, em nghĩ là do đường truyền á, lâu lâu nó hơi mờ. Tại vì đường truyền nó phụ thuộc vào đường truyền của anh, nghĩa là buộc anh mạng anh phải thiệt là mạnh thì đường truyền của em mới khỏe được, nó mới thấy rõ được. Sao ông mà cảm giác như ông bị thương vậy? Ê có gì nè em? Ủa là sao? Hay là em bắn vô mấy cái em bắn vô mấy cái chỗ bị thương à? Không phải đâu, bắn vô con ong á, bắn nó làm gì? Cái đó để chạy ra. Hay là bắn vô mấy con ong này thử coi, bắn vô mấy con ong này được không? Đó, bắn vô, đúng rồi, bắn gì đó, bắn gì đó, bắn vô mấy cái chỗ bị thương á. Đó, đúng rồi, chuẩn 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 luôn, chuẩn luôn. Đó, chuẩn chuẩn, rồi đến anh. Đó, chuẩn. Bắn được vô mấy ông hả? Bắn được mấy ông hả? Để xử lý nó. Bắn vô mấy cái chỗ bị thương kìa. Hay là bắn vô ở mấy ông cũng được. Đứng gần vô, đứng gần vô, đứng gần vô. Khó bắn hả? Khó quá hả? Ok, chuẩn 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 chuẩn. Không, chuột nó khác em. Chuột nó khác. Hay quá hay quá hay quá. 10 điểm 10 điểm. Lên 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 lên. Lên lên lên, lên cái đó không phải chết bây giờ. Bắn bắn vô kia, bắn vô kia. Ủa? Tự nhiên anh chết rồi kìa. Đù quá mày. Nhân. Bắn bắn ở dưới, bắn ở dưới, bắn ở dưới. Xử lý sau lưng cho. Hay quá hay quá. Hay quá. Hay 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 hay. Chóc chóc chóc. Hay quá. Lên 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 kia bắn sau lưng. Có sau lưng, có sau lưng. Có sau lưng, có sau lưng. Gì vậy, máy bay gì đây? Ê, kiểu anh nhớ cảm giác con chó, không biết con chó hồi xưa không? Hồi xưa có một con chó á. À, chạy thôi, chạy thôi, chạy thôi, chỉ cần nhảy thôi. Rồi, chỉ cần nhảy. À, cảm giác giống như hồi xưa có cái bộ phim á, con chó nó biến thành cái xin. Rồi, hai thằng chết cùng, chơi lại từ Chết đầu. hai lần Hai thằng chết cùng là chơi lại từ đầu á. Cuốn 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 má game này cuốn vãi. Nhảy hết đôi được á, nhảy đôi á, nhảy đôi với nhảy lướt được luôn á, nhảy nhảy xong nhảy, nhảy đôi á.
Easy, game này dễ. Rồi, đằng sau nha, đằng sau nha. Ở đây không còn đâu, đằng sau á. Nước chạy chạy lên, chạy lên cái đúng rồi, nó chạy lên cái đó đó, cái RB đó. Gì vậy? Nó cho lên hả? Bắn vô cái UX á. Đông quá. Anh bắn ghê chưa? Né tiếp hả? Thì né tiếp. Ê, cái gì vậy? Còn né cái kéo nữa là sao? Ôi, anh vừa bị nó cắt. Rồi, còn ở phần trên nữa nha, còn phần trên. Em. Đù, có cái trò nó quay sau lưng nữa kìa. Lên kia đặt cái kia đi, anh đứng ở dưới nha, đứng dưới dụng nó không, rồi có một đứa đứng ở dưới, em đứng ở trên thì nó mới được. Hơi ít nha, nhiều chút nó chỉ nhiều nổ với đam mới to. Bắn kìa, anh lên nè. Lên, giờ lên hả? Đó, đúng rồi, nó càng nhiều rồi. Ok. Hello em nhé, hello nhiều đoàn nhé. Bắn gì nữa? Ê, bắn cái xích kìa, bắn cái xích kìa. Bắn, xoay nhanh quá. Nó trượt cho mình xuống, hèn gì sao tự nhiên mất máu, không biết tại sao mất máu. À, hello em. Sao em có nhiều linh quá vậy, tài khoản quá vậy. Nó che rồi kìa. Cẩn thận. Ui, mẹ. Lò bắn quá. Thấy rồi nha, đang
Hay quá em ơi, hay quá. Còn thiếu rồi, thiếu rồi, cố lên, cố lên. Còn tí nữa, còn tí nữa. Nó che ghê quá. Thôi. Nó che quá. Ok. Chọc, chọc, chọc. Ok, gamer. Thì con ông này là nó đang đang điều khiển cái con này hả? Cái này như anh với lại vợ anh chơi qua được một phần rồi đúng không? Qua được tới 3 phần rồi. Phần này phần thứ 3 này, phần này là con boss thứ 3 rồi. À gì? Nói chung là giờ anh chơi cũng được lắm rồi đó, tại vì kiểu như là cầm cây cầm á nên luôn luôn quýnh cái con bọ ngựa nãy quýnh không nổi á, nó cứ giết hoài à. Bọ hung á, mà con bọ hung đó bả là cầm là người cái con phụ nữ là người vợ, là cầm cái súng mà phải nhắm, mà em nghĩ coi nhắm mà tay cầm anh đi còn cần nhắm chưa chắc là được nữa. Ừ, và hơn đó là em chụp cái thằng này. Ừ, thằng này nó dễ hơn. Thằng này là nó phải là dễ mà là nó vẫn khó, nhưng mà nó không có buộc phải nhắm kỹ, nó phải buộc phải nhắm. Em chỉ cần kiểu như là em chỉ cần đưa lên, em chỉ cần giữ im cái nút để xịt cái mật ong nó xịt ừ, trên. Ừ, ngoài là nó xịt liên tục á. Ừ, nó xịt liên tục thôi, là em chỉ cần rê cho nó xịt thiệt là nhiều thôi. Còn đây là buộc phải bắn, buộc phải nhắm bắn giống như là cái hồi nãy là buộc phải nhảy, vừa nhảy rồi phải cho con bọ hung nó phải đứng đúng ngay cái viên hình tròn mà cái em vừa mới xịt đó. Thì nó mới nổ, thì nó nổ mới nó mới tính. Mà bắn không được, kiểu không được, cứ đang bắn là nó cứ đâm chết xong rồi lại chuyển qua anh thì lại nó lại đâm lại tiếp. Xong rồi chơi nữa, kiểu như bị ức à, kiểu như là chơi không được á. Nên thôi dần đến tới giờ luôn rồi chưa chơi lại nè. Ê, mà anh hỏi thật cái giờ ví dụ như anh muốn muốn chụp hình cái phần của em thì làm sao để có thể chụp được nhỉ? Nghĩa là em gửi cho anh một cái hình xong rồi anh để lên để dễ hơi luôn. Ủa chứ không phải là em cũng không biết nữa, em đâu chi bao giờ đâu mà biết. Thì anh đang thử nè. Mai kim game gì hả? Mai chắc là không biết, chắc là Liên Minh chắc vậy, hoặc là không biết nữa. Anh cũng chẳng biết Mai chơi game gì nữa. Ủa, làm sao mà mấy người kia có thể lấy được cái hình ảnh trên cái stream nhỉ? Nghĩa là trên cái Discord á. Hay là họ dùng hai màn hình nè. Anh bắn hả? Em là người bay hả? Để làm quen hả? Chưa quen. Anh cũng chưa biết anh đang làm gì nữa mà. Hình như là em là người dùng con chuột lên chuột xuống á. Con lăn lên xuống đúng không? À đúng rồi. Nó bị đảo. Hơi khó đó nha, anh thấy hơi khó đó nha. Nhưng mà anh nghĩ con lăn nó cũng không khó đâu. Tính ra game này cuốn lắm đó nha. Game này vợ anh thích lắm nha. Mà tại vì đến lúc cái đoạn đó vẫn bị kẹt đó nên ngừng chơi. Nó sắp tới rồi kìa, bấm cái gì để cho chạy nhanh lên.
anh có cái nút mùi đi lên nút xuống nó bị đảo ngược lại, nó khó chịu quá. à, nó y chang máy bay mà, nó là máy bay mà, game nào cũng vậy đó em, kiểu như lúc lên là lúc xuống, còn lúc xuống là lúc lên. Nhưng mà nó cũng phải tính cả luôn cả cái phần phần xoay nữa đúng không, phần qua lại lên xuống gì nữa đúng không? Anh thì việc nhảy lưng cao luôn, kiểu đúng kiểu có dùng chuột bấm luôn. Có cái gì nữa em, có nút gì nữa bấm 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 nhanh hả? Hơi chu đó nhờ. Thì vậy. Có cần đổi 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 không? Thôi có thôi. Chỉ là đổi 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 nam nữ với nhau á. Ui con ngắm nè. Ủa em, cái của em là hiện tại là sao vậy? Bye em ngủ. Ok, cảm ơn em nhé, cảm ơn em là xem nhé. Ủa vậy em mới bữa em mới sub cho anh đó hả? Mới lấy gạt ra em mới sub cho anh đúng không? Mới đăng ký danh đúng không? Anh mới thấy lên thấy một lên lên 115 rồi. Có cần qua bên trái không? Trái coi nó có đỡ bờ đỡ hơn không? Cũng vậy à. Ừ mà khó lắm nha, khó lắm luôn. Ui quá rồi kìa, khó lắm mà, nãy giờ quá nữa, hơn phải. nãy giờ mới qua được á. Ôi dạ, cảm ơn em nhé, cảm ơn em nhiều nhé. Hả đúng idol à. À, em idol quanh rồi đấy. Đừng lo để anh bắn cho, cứ bay cứ bay. Mấy mắt con này, mấy mắt con này. Biết được coi đằng trước nếu mà có thì nói anh nha, để anh quay lại. Có kìa. Đi bên nào, đi bên nào, đi bên nào, đi bên nào. Sau lưng có người, sau lưng có người. À, bắn ngốc được, bắn ngốc được. Đừng lo. Đi đường nào? Đi trên đúng không? Biết chắc là tụi bay chạy tới mà. Game là không biết hết. Cẩn thận nha, cẩn thận nha. Tính ra là anh thì xử lý cũng hơi bị đâu ít đâu em. Bãi nồi tưởng anh được thoải mái lắm chứ. Mình kiểu mình thoải mái đó, cho mình làm gì cũng được chứ trời, phải uống thôi em ơi. 10 điểm, phút 10 điểm. Đi giữa đèo lắc cái để chứ phải cái đấy. Ừ anh nghĩ mà có cái nào chết rồi đó không? Ê, dạ anh không biết làm sao để em quay. Ơ quý lộn kìa.
10 điểm. Trời ơi, dâm bán mày. Ơ? Cái gì vậy? Gì vậy? Anh không biết luôn. Ê, em phải lái nữa. Vãi. Vãi game. Ê, nó chơi Kamiyoko kìa. Làm sao mình có cái Kamiyoko nhờ? Đồ đồ họa đẹp quá nhờ. Công nhận game này đồ họa kinh vãi. Ừ, đẹp vãi. Đúng là giá 800 khác nha. 800 nó phải khác với ê, em lo hay lo vậy? Hai người. Ra giữa. Wow. Gặp bài chùm mẹ ơi. Qua chút. À, game này kiểu cảm giác nó chơi phải chơi hai người ha, vui nhở. Lúc đầu anh với anh chơi kiểu có mấy cái mà phải kiểu như bắn, phải là một người làm này người làm cái kia á, hai người kiểu phải làm với chung với nhau thì mới qua được á. Quay bên nào đúng không? Ok. Má tí xíu anh quên tự nhiên qua trái. Anh quên tự nhiên anh qua trái. Tí tèo. Ừ, anh quên, tự nhiên anh nghĩ ủa mình đang phải qua bên trái cho mình muốn bên trái. Mình quên mất là mình phải bên phải thì nó mới cua bên trái. Anh không biết làm sao để kéo được Discord này qua nhờ. Hả? Nếu mà giống như mấy người kia là để cái hình xong rồi mỗi lần em nói cái là nó hiện lên thôi. Không phải đâu em ơi. Không phải đâu. Có khi hôm nào phải dành một ngày chỉnh. Đợi tí. Từ từ đã, anh tắt xe bên cái cọt kia vậy. Đang kiểm tra thôi. Tắt bớt hết đi, mình thấy nó hơi lag rồi đó. Rồi tắt đi cọt rồi. I mean, look at us. We've turned into a couple of dolls, remember? Of course I remember. Ủa, em có bị tắt không em?
Bắt gì anh? Ý là khi anh đang sử dụng thoát ra khỏi cái game á, nghĩa là không không đang dùng game á thì anh không tập trung vào cái game nữa thì nó hiện cái bảng lên là anh đang không tập trung vào game. À thì anh, okay. Em không điều khiển được. À ok. Tại vì anh đang muốn là coi thử là ví dụ như bây giờ anh không biết làm sao thì có khi nào là người ta giống như người ta stream hai máy không, khi mà giống như là nó lấy dữ liệu của cái máy 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 đang chơi game á, nên nó có thể chụp được không? Nhưng mà không đúng, khi họ stream thì họ sẽ phải dùng cái cọt đúng không? Mà khi mà đi cọt thì họ phải cắt được chứ nhỉ? Cái này phải kiểm tra hướng dẫn cách làm sao mới được. Rồi làm sao? Lot of pillows. Yeah, it's a pillow fort. Rose and I made it. It's messy though. Yeah, well. Cái gì vừa diễn ra vậy? You must have. Oh no, I'm not allowed here. Rose calls it mommy's space. No, as bỏ cái chuông này nha em, bỏ cái chuông nha, đừng quan tâm cái chuông đó nha. Nó chơi game rồi. Bữa anh thử rồi. Let's not discuss that again. Chẳng có gì đâu. Mất thời gian nữa. Ở đây có gì nè? Trời ơi. Right, light show. Lights out. Gì? Keep out. Là có gì hả? Maybe flashlight on is better. Có gì đâu. Kêu bấm nút cho sáng lên thì này giống như trò chơi chứ có gì đâu ta. Đi tiếp coi. Chẳng gì hết. Là sao? Ê, à, đi tiếp đi. Enter password. Oh, wordplay, lovely. Ah, it's got something to do with hacking. Là sao? Open. Open luôn. Nè, đổi lại. Để làm gì? Em có biết đâu. Có gì nè. À. À. Ủa đây chơi game thôi hả? Ủa chơi game thôi hả? Giải đố hả? Anh cũng chẳng biết để làm gì nữa. Có phải đi tiếp không? Kìa được cái gì kìa, tăng thời gian được kìa, giải đố chắc. Đây kìa mặt cười đó. Thì dù ví dụ đợi nghe à, buộc phải chơi thì là buộc phải chơi rồi. Buộc phải hy sinh rồi, có lẽ buộc phải hy sinh rồi. Gì mới vô cũng boss nữa rồi. Lại boss nữa rồi. How do you know my name, traitor? Because I bought you in the Space Museum. Liar. Rose had picked me at the Space Museum and commissioned me for a special mission. I am the only one who can protect Rose from the dark side of the universe. Well, we're also assigned to protect Rose as her parents. Anh nghĩ là anh có thể lấy được cái hình của em ở trên cái cọt á, nhưng mà mình không biết cách xử lý thôi, để coi bữa nào test thử.
Chứ nếu mà người ta chơi hàng hai máy đi thì người ta đâu có thể nào rảnh mà tích cọt bằng cái máy chơi game được đúng không? Thì ta làm sao nếu mà kiểu như khi mà có giọng nói lên thì nó sáng lên thôi à. Ừ. Em cũng chả biết nữa. Forever? Did he just say forever? Oh my god, I'm having a panic attack. What should we do? In space, no one can hear you scream. Oh, for goodness sake, Cody. Don't be stupid, we're not in space. What? Just where are we? Hình như bị delay sao? Ừ, anh đang thấy bị delay này nữa. Nên anh mới coi thử có bị lag hay gì không nè. Ừ. Hey, Cody. Try this on. Snug. Wow, it works. What are you doing? Cosmic inflation. The inflation theory behind. Anh có cảm giác như anh là người bấm mà em là người sẽ đi á. Rồi vậy. Amazing. Cái này có vẻ hơi toan nha. Ừ. Do you want to get out of here or not? Then we need to use cosmic inflation. Ê, người nữ cũng có mà. À, đi được mọi địa hình. How comes you get all the cool gadgets? I'm cooler than you, Cody. Vậy anh là người sẽ kiểu. Let's find a way out of here. Kìa, có gì kìa? LTL. She was the one who picked him out. Yeah, and you paid for him. He's terrifying. He was just protective. Like you would be if someone threatened to hurt Rose. Yeah, well, we're not hurting Rose. Để cái chết không? We just need her tears so she can have her parents back. Agreed. Bây giờ làm sao tắt cái này? Em thấy cái đường nào để tắt cái đó không? Em nghĩ là có cái đường để tắt nó. À, rồi, ok, hiểu. Game 10 điểm. Rồi, được chưa? Ủa, chứ nó khác cái gì vậy? Ủa, ở đâu vậy? À, biến nhỏ. Ok. Nhảy, đúng chưa? Please don't drop it. Yeah. Rồi, đi. Ơ, tôi xanh chết rồi. Từ đã, anh vẫn chưa hiểu anh đang làm gì ở đây đó. Có cái gì không? Có cái đường gì không? Hay là anh phải đi với em? Nằm chung với em. Đang hơi bị lú đó nha. Hình như có đường đi xuống được kìa. Đâu? Có anh phải dậm chung không? Ê! Không phải đâu, như chắc em phải nhấn cái gì đó rồi. Em nhảy xuống rồi. Phải đi cao lên ta. Em nhảy em giọng xuống đâu, có nó có nút để giọng xuống chứ không phải nhảy không được đâu. Nút để giọng xuống nữa, giống anh vậy nè, nhảy xuống giọng xuống nữa. Đó gì nè, thấy không? Này giống nhanh vậy nè. Đó. Ê, có một cái game mà nó cũng kiểu lớn nhỏ như thế này này, cũng vui lắm. Là sao? À, em vô trong nè, có bên trong nè. Có cái đường vô trong kìa. Lấy cục binh ra. Rồi ra này.
Không không không, gì vậy? Ủa, phải buộc phải đẩy hả? À, cuốn đấy, cuốn đấy. Rồi, rồi rồi sao? Ủa rồi sao? Anh nhảy thử nha. Ơ, không sao nè. Zero G, amazing. Giữ im. Really needs to take a chill pill. Ignore him. Look at those portals. I think we can use them. Oh! Là sao? Let's just pick a portal and hope for the best. Chưa phải quăng chúng cái gì. Anh cũng không biết luôn em, trong cái trong game thì nó kêu trong game vậy. Hay là mình phải đi qua những cái cửa này nhờ. Chọn một cửa thử. Từ từ, tí anh đi quá. Ủa, có gì đâu. Hay là phải nhảy qua kia. À. Qua tút bên kia luôn. Rồi bay màu luôn. Đâu vậy? Ở đâu vậy? Ui, anh phải chạy lại từ đầu luôn kìa. Oh yeah, gamer. Là sao? Giờ làm gì? Đánh vô cái cục đó hả? Ê! Nó có cái con lắc kìa. Anh coi anh có phải làm gì không? Gì đâu? Ý là anh có phải đi đi hay đứng? À nè, có chỗ để đi nè, nhưng mà làm sao để lên được cái này nè? Làm sao để lên được nhờ? Lên thử phía trên này thôi. Không được. Anh thử rồi. Nếu như là anh chỉ có cái lên được cái miếng màu trắng ấy thôi. Đây thử cái màu xanh này coi. À, từ em. Anh hiểu rồi. Em đánh lại cái banh này. Rồi, em hiểu luôn rồi. Được. Rồ player. Gamer. Rồi, đánh đi. Chú ý nha. Rồi, đánh đi. Không tới, từ. Pha đó không tới. Từ lại. Cái đó gồng được không? Đứng đây mới được nè. Anh sợ nãy làm rớt. Rồi ok. 10 điểm. Đánh hướng này nha. Đánh cái hướng ra bên kia kìa. Đó, chuẩn. Đúng chưa? Chuẩn bị chưa? Rồi, vô. Rồi. Trời ơi, game 10 điểm. Gamer. Ủa làm sao để cho thằng này xuống?
Rồi, cục binh. Nhưng mà em đâu lên được. Thì là anh phải làm gì đó để em lên chứ. Để coi có gì để em lên không. Ở đây có mấy cái nút này, không biết là gì nhỉ. Làm sao em lên được nhỉ? Ý là anh đang không biết là đi như gì, để ví dụ như anh mà rớt xuống đây rồi đi lại cũng vậy à. Em trèo lên đó được không? Không đúng, nếu ví dụ như mà em làm cái đó thì anh là người ê, từ từ, anh nghĩ em trèo được đó, nếu phóng to lên em trèo được đó. Chết mẹ. Rồi xong, kịch ngu rồi. Ê, bên này có đường nè, em đi qua đường này được không? Bên này nè, em trèo lên trên cái tủ này rồi em nhóc, em trèo lên trên này được không? Đó, trèo lên trên cái trên kia đó có cái chỗ kìa. Không được. Lớn không cho trèo. Hello em. Giờ sao nhờ? Hay là nãy trượt có chỗ chưa kiểm tra hết ta? Được kiểm tra, anh nghĩ nó cũng về lại đây một cũng có một chỗ này chứ khác gì đâu. Thấy chắc hình như thiếu cục pin hay gì đó rồi. Hay là anh phải trượt qua bên kia nhờ. Không đúng. Chèo cũng được hả? Chèo cái này được không? Chèo bên này được. Biến lớn chèo cũng được luôn đúng không? Khi nổi trên nó có gì không nè? Ừ, biến lớn chèo cũng được. Vậy chắc ở trên nó có gì đó. Trên đó hả? Trên đó đâu có gì đâu. Dành anh chết em con. Anh chết nè. Nè. Ở trên này nè, đâu có gì đâu. Nếu mà đi bộ xuống này nè, đi cái xuống đoạn này nó có hết đây là hết rồi nè. Mà không biết đây là cái gì nha. Cái nút này nè. Ý, đi được nè. Nhấn mấy cái nút thử rồi được không? Đi được nè. Còn lẽ tưởng đi không được. Thì nút chắn nút rồi. À.
hiểu 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 anh không đi lại được cái vị trí của mình nữa, buộc là phải đi vào cái cục ánh sáng kia mới được. Rất rất là rồi, bí nhỏ như cũ thôi, bí nhỏ. Ui sao nhỏ quá vậy, nhỏ tiếu vậy, nó nhỏ như kiến luôn kìa. Người kiến phiên bản quá cân. Rồi sao? Hay là phải mở tất cả các đường luôn? Vậy chắc phải mở hết cả các cửa rồi. Nè, hình như là mở, nó sẽ mở được cái đó, cái một cái được rồi, còn hai cái nữa rồi. Vừa mới nghe nó nói luôn á. Cái đèn là cái gì? À, lên. Nhìn ảnh. Anh nhìn em. Đang coi có nhảy được không? Lùi lại. Ồ, cũng khó đó nhờ, không phải dễ đâu. Ủa, thằng Quân vô một cái đi mất tiêu rồi. Tưởng nó vô Discord chứ. Mười điểm. Phải chứ đi. Ghê. Em mơ. Hả, cày thế nhờ. Đẩy đi. Đẩy từ từ thôi. Chết rồi, phải đẩy quay lại rồi. Nghe cũng được. Từ từ, làm gì gấp vậy? Mình biết đâu. Rồi. Được chưa? Đây. Ui, khó đó nha. Ui, từ từ, anh rớt. Rồi, ok. Rồi, để qua. Cancel xong rồi hướng bên kia. Rồi, dừng. Rồi, đi. Well, keep on running, May. Ooh, it's tingling. Nó phải canh đó em, không mà rớt đấy. Thêm một chút nữa. Ok. All right. Now how the heck do I get up there?
Ủa cái này là cái gì? Em ơi, cái này là cái gì nhờ? Ủa em nè, em nè. Ủa đi làm sao? Biến nhỏ được không? Đẩy cái đó xuống, đẩy cái đó xuống đem trèo lên. À, biến nhỏ, biến nhỏ, biến nhỏ. Đẩy lên. Rồi, 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 đứng yên. À, nhảy. Rồi, rồi, ok. Chuẩn, chuẩn. Em tính kêu em nhảy, nhảy, nhảy lên. Rồi. Rồi, biến lớn. À, từ từ, từ từ, từ. Đừng nghe, đừng, 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 đừng di chuyển, đừng di chuyển. Để mới chính xác nè. Rồi. Game cuốn, game cuốn. À, game cuốn nhờ. Còn một cái nữa. Rồi còn một cái nữa. Nhảy hai lần. Ui. Một người đi là đi lại đi đâu hả? Anh thấy ở dưới nó khó hơn người trên đó em. Á à, dưới còn khó hơn người trên đấy. Á à, dưới khó lắm. Ấy làm sao để làm sao để lộn ngược cái màn hình à. Lộn cái đầu lại. Lộn ngược cái màn hình lại. À cay. Ok ok lại à, lần này được quen rồi. Cái gì cho coi nè. Tỉa cây. Con xuống. Coi nút thụt xuống là lúc nào. Quên. Gamer. First again. Just barely. Cuốn đây đồ biến nhỏ nhỏ kìa, biến nhỏ kìa đồ. À, não to đấy không phải nhỏ đâu. Vừa đỏ sao vàng. Ủa anh bấm được em ơi. Em bấm được thôi, anh bấm được. Từ từ. Xiết. Nữa. Rồi thả. Ủa không thả được luôn hả?
anh nghĩ là kiểu như nó siết xong nó búng thả em thả nó một phát rồi nó sẽ búng anh một đoạn để anh nhảy xuống dưới đây nè. Nó có chữ B để bỏ kìa, cancel kìa. Quá mạnh. Một nửa rồi. Đó, hai ô sao kìa, rồi thả. Ok, lại. 3 ô rưỡi. Một chút nữa. Khoảng 2 ô rưỡi. Đó. Nhảy quá. Biến nhỏ nhảy quá. Chắc không làm được gì đó, đưa nè. Biến nhỏ nhảy quá. Game gia đình. Wait, no! My world's greatest dad mug! Oh, relax. Rose could buy you another one. Nó vừa kêu là tại sao lại phá mất cái. Cái chữ gì kìa? Ui. Không thấy cái đường ở dưới. Vậy đâu. Có bụi tên thế mà. Rồi bay màu luôn. À. Những cái kia. Từ từ qua đây. Qua bên trái. Rồi đi. Cười bệnh. Rồi đi. Thả cái nó xuống đi. B bút kìa. Bút đau kìa. Rồi nhảy xuống. Nhảy qua. À em trước rồi anh mới sâu luôn. Tao thấy gì không? Chứ anh không thấy em có anh không thấy em ở trống luôn không? Game 2D thôi mà, có gì đâu. Game indie à? That should be all of them, right? I think so. Cũng quá. Rồi. Chắc anh nghĩ mỗi người một cái á. I'm nauseous, okay? Throwing up is not fun. Hey, hey, hey! Stop fighting, you two! Focus on the mission! We are focusing. Hey, trying to find a way out of this damn place. We can only do that if you collaborate. Yeah. Collaboration. Blah, blah, blah. Okay. Trong cuốn sách nói giọng như mấy ông Ấn Độ ấy. Ấn Độ là. Okay. Just don't forget, yeah? Blah, blah. Oh, shut up, you two! Collaboration, yo! Another set of portals. All right, let's get to it. Ôi phải cất nữa kìa. Nhiều quá vậy. Mấy con sao là gì vậy? Ví dụ anh mua xanh đánh thẳng vô cái này nó được tính không? Không. Ok cha đi. Đi cái nào trước? Đi này trước đi. Nào chứ được.
Em dậm chắc rồi đó. Cái con sao này là gì nhờ? Từ từ. Ủa? Tại sao bên này có điện mà bên kia không có điện? Là sao? À. Hiểu rồi, nối điện từ bên này. Nối điện từ bên kia bên này thôi. Ở trong này có một cái này nhưng mà anh không biết làm sao để lấy được nha. Ủa, phải lấy hả? Phải lấy hết hả? Ơi, shit. Còn ở đâu nữa không? Ôi. Cái lỗ này sao anh qua? Cái lỗ này như em làm rồi. Cái này hai đứa cùng làm. Ủa, em đang đâu vậy? Trời, vậy tính ra em làm hết này luôn em. Anh không làm gì đâu. Gánh tim rồi. Ừ, anh làm, em làm hết mà. Hồi xuống. Đi. Đi bên này nè, Em đứng bên kia kìa, em đứng bên trái á.
Tính ra làm hết luôn á. Đù. Rồi đâu? Rồi sao? Nhảy xuống hả? Đục, cánh tim, cánh tim. Rồi rồi rồi, tiếp 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 tiếp. Bên này bên này. Còn hai cái nữa không? Đây 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 đây, đúng chỗ này luôn. Đúng chỗ này luôn. Đúng chỗ nãy luôn mà em đang biến lớn để anh nhảy lên trên trên cái cột bên kia. Tại vì bên đây là anh phải có cái cột, anh phải đứng cao lên, phải nhảy phát lên thẳng kia luôn á. Là em phải biến lớn mới được. Another conductor. Perfect. Đánh tim, đánh tim. Rồi còn một cái nữa, nó nằm đây nè. Đây nè. Đây nè. Không, đây 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 nè. Không, ở đây rồi. Ngay cái giữa nè, cái giữa nè. Em đạp đi, em đạp đấy nha. Từ từ nha, từ 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 anh chạy qua kia đó. Rồi, đạp đi. Đạp. Đạp đi. Gánh tim, gánh tim. There we go. Vô. We should be able to reach the battery now. Tính ra càng lên cao cái độ khó nó càng cao nhỉ, kiểu như nó làm nhiều hơn á. Thì nó làm nhiều hơn thôi chứ em thấy nó cũng đơn giản dễ dãi mà. Tính ra game này nó cũng không khó lắm đâu, nó kiểu như nó làm cho mình làm cho nó dài thôi. Rồi, hướng bên kia. Biến bự, biến bự, biến bự. Làm sao để em lên nhờ? Không được đâu. Hay là chỉ có đi thôi. Ô, rớt rồi, rớt rồi. Làm sao nhờ? Anh thử chạy lên cao xong đẩy cái thùng ở trên xuống được không? Hay là đi qua bên kia kìa? Đi qua phía bên kia kìa, đi qua phía bên kia kìa. Nhưng bên kia nó có một cái lỗ nhỏ. Nè, có một cái lỗ nhỏ này thấy không? Cái lỗ nhỏ này buộc là phải em phải đi chung với anh chứ làm sao mà đi mình được, chắc chắn là phải buộc đi chung với anh rồi. Là phải có một cách được để chạy qua kia coi.
Đúng rồi. Buộc à, vậy, vậy, vậy chắc có cái thùng hay gì bên này nè, chắc đẩy được hay sao á. Ừ. Đúng rồi. Không bám được. Ê ê, bên kia có đường kìa. Em bên trái kìa. Bên đó, nó có đường đúng không? Không phải, không có đường. Đẩy được cái này không em? Không cho đẩy rồi. Nó phải có cái nút đẩy mới đẩy được. Hay là anh thiếu cái gì không nhờ? Khi nào anh nhảy đây xuống xong rồi anh nhảy đây xuống em bật lên không? Lúc đó em lấy cân nặng của em để đẩy không, bên kia em hất được. Cái nào đúng nhỉ? Cái nào to cái nhỏ đúng nhỉ? Nhỏ thử, nhỏ trước à? Cho anh nhảy thử nha. Đúng rồi. Hả? Bấp, bất kìa. À không phải bất. Là khe của gỗ thôi. Mà vãi nồi bắn một phát mất tiêu luôn. Rồi. Rồi, em biến thành cái lớn á, cái lớn của em. Đó, chuẩn luôn. À, đồ layer. Mình quá. Biến nhỏ em, biến nhỏ mới được. Rồi anh qua trước. Rồi biến vừa. Phước thông minh quá. Má, mình thông minh phải. Rồi xong chết luôn. Phước thông minh cho Phước không biết bắt cào ở bắt cua. Rồi đi. Tại vì cái chỗ quay này là em phải quay trước anh mới được nè. Cái móc này đang bị thiếu nè, nghĩa là buộc em phải móc trước anh mới có móc. Đó, em phải có móc trước thì anh mới móc được. Nhảy đi. Qua đi. Này phải đi chung mới được, không thôi là bay. À, cái đó là phải canh đúng chuẩn nha, không thôi. Rồi, em đi trước á. Ủa? Anh qua chưa vậy? Chưa hả? Từ, lộn. Rồi, anh trước. Rồi, qua.
Rồi. Má nghe cái nhạc giống như kiểu phim cổ tích hồi xưa. Em trước. Em qua trước em té rồi anh ơi. Rồi giờ sao? Cái khúc cuối đem qua trước. Ơ chết mẹ rồi. Ê cho qua kìa, cho qua hết mà. Ok 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 ok. Nó cho hết mà, làm gì không có cuối. Nhảy hụt con ơi. Em nhảy hụt. Oh, nãy là nó thả. Để nó thả em xuống luôn. Từ từ bình tĩnh. Cứ nhấp hai lần là được, cứ nhấp hai lần là được. Nhấp nhấp hai lần, lúc hai lần nhảy ra là nó qua, hai lần nhảy xong một lần biến. Từ từ thôi. Rồi thế đang qua. Rồi, đi đâu nữa? Ủa, đi đâu nữa? À, cái móc không? Cái móc không? Gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? À, Phúc đã rút kinh nghiệm. Phúc sẽ không biến nhỏ lúc đầu, Phúc phải biến lớn. Biến nhỏ đầu chạy chậm quá. Ừ. Mà cuốn rồi đó, cuốn rồi đó. Má, cái này hay nhờ. Hết lát rồi đúng không? Càng về khuya là ở đây khi mọi người không dùng đã đỡ, càng về khuya đỡ. Càng khuya là nó đỡ hơn, nó ít người xài hơn đó. Nên không có lát này, bây giờ anh đâu bị giật đâu. Lúc đầu khoảng tầm là giật quá trời, một người ở nhà đông. Má, anh mà kiểu thứ bảy nhật kiểu khó like buổi sáng nữa, buổi sáng buổi chiều nữa ngon. Mấy buổi sáng buổi chiều cũng nhiều người coi lắm. Em bấm, anh bấm được. À, có cái đường vô trong à, phải nồi. Bắn bi à? Rồi hiểu rồi, hiểu lại. À hiểu. Ok hiểu. Em có cần phải quấn bắn đánh gì không ta? Không cần, anh là người làm hết. Nè, thấy không? Thấy không? Rồi, nhìn nè. À, em là người né hả? Ờ, à, được em, được. Khúc sau là, khúc sau em lo. Để anh bấm hơi trễ, để anh bấm sớm chút để em đỡ ngợp. Không, cái đó là nó đúng rồi. Không, anh bấm hơi trễ đúng không? Anh bấm sớm chút này, vậy là bấm sớm thì dễ đi nè. Để đỡ ngợp. Đó, kỹ để đỡ ngợp hơn. Đỡ ngợp hơn. Cái dù á, dù là sao? Ui, đừng nói anh phải bay nha. Đâu được đâu. Vậy cái dù là cái gì? Ủa là sao em? À, hiểu rồi. Này, xuống. Anh này. Nữa. Rồi qua bên kia. Bên đúng rồi. Má, mình không biết gọi là bên trái hay bên phải luôn á, kiểu bị lú rồi.
Mình thì thấy bên phải nhưng mà ngồi em là bên trên. Đấy nồi. Nồi này sao? À ok. Đây đây, anh đây, bây giờ sao? Rồi anh vừa bấm cái gì rồi kìa. À ok ok. Rồi giờ sao? Rồi chết luôn. À à ok ok. Mẹ cái đường đi hướng này không chịu đi, đi kiểu kia hỏi sao. Đi thẳng thôi, em cứ làm đúng cái việc của em thôi. Nó hơi bị ngược, kẹt. Nó bị ngược thôi mà. Nó bị kẹt. Hơi kiểu má đi, đi kiểu này bị lú em. Để đi nè. Cái bị lú hướng. Nói chung cũng được. Xong đúng không? Xong ba cái rồi đúng không? Bay lên đó cái nó lưu game cái nghỉ sau chơi tiếp. Nếu có lưu game thì vì okay. Nó phải có cái lưu game bên cạnh đó, cái chữ save bên đó thì nó mới tính. Quay em được quay ngược lại. Ok, đủ sao là được. Tính ra game này hay nhỉ. Game này để phá đảo được á. Defenses? What does he mean, defenses? Well, you know, some more lasers probably. We can handle it. Gì đây? À. À. Cái gì đây, không có binh hả? Em hình như em phải lên đây nè em ơi. Nhảy. Rồi. Còn rồi sao? Hay là cái này, từ từ. Không phải. Ủa chứ giờ sao nhờ? Thay bấm cái này. Hello em hiểu rồi, cho nối ống nước kìa. À rồi hiểu anh hiểu rồi. 10 điểm. Em xuống đi. Em phải là người khóa cái này lại cho anh. Xuống đi. Em là người khóa này lại cho anh. Nghĩ giờ đang đâu vậy? Tự nhiên like phát đi mất tiêu vậy. Từ từ nha. Rồi. Chạy ra. Rồi. Em chạy về nhà. Nhà. Cái nãy giờ ở đâu? Nãy giờ ở phương xa. Giọng hơi khàn nha. Em bị bệnh. Tin mà. Phúc cũng tin em. Em bị dị ứng thời tiết. Nhớ anh Phúc. Phúc, em có bị khàn không Phúc? Không. Đó, hiểu không? Lại nói. Anh cười nguy hiểm quá. Hơi lớn tiếng đấy. Okay, tiếng nên nó bị khàn đấy. Lại cả lớn tiếng nó bị khàn. Đi bữa nào kiếm mấy game là ba đứa ngồi chơi nhỉ? À mà Quân đâu có máy tính. Nãy giờ để ấn mới nói được. À Quân, em biết chuyện gì không Quân? À em biết không? Cái game này nè là anh là người phải phụ thuộc, có nghĩa là mấy cái game kiểu này nè, tại giống như thằng gọi qua tên em luôn. Xin lỗi, có người. Thằng nào? Phúc. YouTube. Phúc.
Thằng Phúc giống như là giống như em đang chơi á, em đang chơi á Phúc, nghĩa là em là người giống như là em là người giống như là anh là giống như là team view cho em chơi á, em chỉ là xử lý đồ team view thôi, chứ nghĩa là em cái việc nặng về game á thì em không bị, anh là người sẽ bị nặng về vấn đề đó, nên nếu mà không thể kiếm game gì còn quân chơi chung luôn, nghĩa là có mạng ngon là được. Ủa chơi sao vậy? Đó là gì? Đó là gì vậy? Không là chưa hiểu vấn đề nha, chưa hiểu vấn đề nha. Còn lấy cái cục đó hả? Hay sao? Ở đây có cái gì nè? Từ anh hiểu rồi, anh hiểu vấn đề rồi. Ủa không bắn được kìa. Đó ý là gì đó, đúng rồi kìa. Rồi tìm cái màu xanh. Thì kia đứng kia, đang sau lưng em á, Kéo nó qua đây, Ê, cái đó em biết là nhóc này nhỏ được. Nó sẽ chạy được hết qua cái dòng này chứ. Bên em kìa. Giờ sao? Ủa giờ sao? Giọng xuống hả? Tiếng lớn giọng xuống được không? Hai người cùng lên trước. Xong rồi anh nhảy xuống. Ok. Từ rồi. Ở đâu? Rồi lên. Rồi, anh xuống đúng không? Chắc em phải đỡ anh một hai nhát đầu á. Hết máu rồi. Từ nha. Rồi, ok. Đứng im. Nó nhảy. Anh là người nhảy thôi. Vô tán cái đầu nó. Kìa, đúng rồi kìa, vô tán cái đầu nó. Anh làm gì? Giờ anh làm gì? À đây. Rocket kìa. Rocket kìa kìa, má phải nuôi rocket kìa. Ném cái đầu nó. Ui khó đó nha, không dễ đâu. Had enough.
giờ. Khó đấy, nó kiểu như lái máy bay á. Gì lái máy bay anh? À, thằng Phúc nó lái cầu nó biết. Kiểu máy bay á, kiểu lên là xuống là lên á. Này giống như là anh nước lên nhưng mà được là đang lưỡi xuống nè. Ui, bể đít rồi. Khó đấy mà dễ đâu. Ui, sao anh cứ bị nó đít hoài nhờ. Làm sao để cho nó không được cơ. Cua bên rồi, cua là vẫn bị. Sao này có cua hay gì đó. Cái controller khó quá. Cái controller khó lắm. Ý. Tự nhiên. Hình như em vô trong em. Vô trong làm gì? Làm gì? Rồi này anh ngon tao. Ủa sao anh nhảy được? Rồi lẹ lên nó rất chết rồi. Làm trong nó lâu quá vậy. Ủa đường đâu rồi? Mày người ta sắp chết rồi nè. À thấy được rồi. Mẹ. Ok, thấy được xe rồi. Hey man,
Cái này cho phone game độ khó ASEAN. Rồi, em là người lái rồi đó. Rồi, lại lái nữa rồi. Ủa, hay là bắn ta? Hay là em là người bắn ta? Ờ, em là người bắn rồi. Bắn đi. Ủa, bắn ở đâu nhờ? À, hiểu rồi. Anh để nhìn ra để nhìn ra. Oh, are my UFO driving skills not good enough for you? I lost track of him. Get us closer. Ủa, sao anh thấy cái radar này thì mũi tên bên kia là sao nhờ? Đó, anh vừa thấy rồi đúng không? Bắn đi. Okay. Bắn đi. Má, anh vừa lái vừa nhìn bên em á em. Anh kia thôi, kia đây chạy. Thấy rồi. Mày chạy vậy? Lắc rồi. Toàn rồi. Hết chưa? Đứng luôn rồi. Chưa. Rồi ok. Anh mò nó nãy giờ đấy. Đứng máy. Moon Baboon, how do we get back to Rose? I can't let you harm her. I'm her best friend. Hello, she hasn't played with you for years, okay? You've been monitoring her. Come on, just pay attention. Maybe we can help you become friends again. Huh? You think so? Yes. I can ask Rose to play with you again. But you have to help us get back to her. Okay. Quân ơi. You have to promise you won't make me cry. Ủa, em coi bên YouTube anh có đang bị lag không Quân? YouTube của anh hả? Em đang coi đúng không? Em đang coi. Anh đang nhìn YouTube anh đang có bị giật kìa. Không hề anh. Dạ yeah, ok. Tại vì anh thấy nó bị giống kiểu đang giật kìa. She's over there. Oh, Rose, sweetie. Có, bây giờ có nè. Mom and Dad. Rose. Hết rồi. Vậy là cái máy của anh nó giật chứ với là cái nói thẳng là câu là cái cạc đồ họa của anh bị thấp quá. Ý là vừa mà mở OBS với vừa stream á nó bị lỗi kìa, lỗi kìa, lỗi tay lỗi kìa. Kiểu vừa stream vừa bật OBS á. Cái rồi chơi game nữa nên cạc đồ họa nó chịu nổi thường thường nên vậy thì người ta hay có cái trò gọi là nơi có trò gọi là stream hai máy á, một máy game mạnh nó còn kia là stream thì máy bình thường á thì nó giống như là lấy hình ảnh từ cái máy game thôi. Ê Phúc, Lộc Quân, em có biết cách nào để anh lấy được cái hình của thằng Phúc khi đang ở Discord không? Dán lên trên OBS không? Giống như hiện tại. Anh dạ, bật thêm một cái scene caption á. Xong anh Phúc cam đúng không? Từ, bật thêm cái gì? Cái screen caption. Trong cái scene á, cái màn hình á, ý là anh mở hay một cái màn hình ứng dụng đúng không? À, xong rồi
display rồi thì anh lấy cái hình cái anh Phúc bật cam lên đúng không, xong rồi anh cắt đúng cái hình của anh Phúc thôi, anh gắn vô góc. Từ từ anh đang không biết làm sao để đưa hình của thằng nó lên đây.